What a wonderful world. Thở. Ngày hôm nay hãy cùng đi tìm hiểu về một quyển sách giữa triết học và mèo. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, nơi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chia sẻ và áp dụng kiến thức của sách vào trong cuộc sống. Ngày hôm nay hãy cùng đi tìm hiểu về một quyển sách giữa triết học và mèo. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Mèo và triết lý nhân sinh, Feline's Philosophy của tác giả John Gray. Mèo mèo. Ngày nay triết học là một cái hoạt động để giúp làm sáng tỏ những cái định kiến của giới học thuật với cái mục tiêu là làm cho con người tĩnh tại hơn. Chủ nghĩa khắc kỷ Stoicism hướng con người đến cuộc sống lý trí, kiểm soát suy nghĩ của bản thân, tin rằng mình có thể chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra. Chủ nghĩa khoái lạc Epicurus nhắm đến mục đích đạt được trạng thái an tĩnh bằng cách cắt bỏ nhiều thứ trong cuộc sống đến mức chỉ còn lại một số ít thú vui có thể tận hưởng trong mọi hoàn cảnh. Chủ nghĩa hoài nghi Skepticism là một hướng tiếp cận của triết học, mà trong đó mọi tri thức nền tảng hay bất cứ khẳng định nào cũng đều được người theo thuyết này hồ nghi và xem xét. Bên cạnh đó còn rất nhiều chủ nghĩa khác, ví dụ như chủ nghĩa nhân bản hiện đại, trào lưu tư tưởng hướng tới việc bỏ qua tất cả những ý tưởng về Chúa, hay chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa thực dụng, vân vân. Ngày hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu về một cái chủ nghĩa mới, một cái chủ nghĩa liên quan đến loài mèo, một cái chủ nghĩa được xuất phát từ đạo đức của loài mèo. Đó chính là chủ nghĩa ích kỷ vị tha. Đúng vậy, mèo sống ích kỷ khi mà chỉ quan tâm đến chúng hoặc là những cái người mà chúng yêu thương xung quanh. Mèo cũng vị tha khi mà không có một hình ảnh nào mà khiến chúng phải giữ gìn hay là khiến chúng phải phát triển theo cái đấy cả. Thực chất mèo không sống cách ích kỷ mà lại vị tha thì chính là bản thân mình. Phần lớn lịch sử triết học thì bao gồm những cái sự tôn thờ về cái phần ảo tưởng về ngôn ngữ. Tuy nhiên là mèo chỉ ngửi được thôi này, chỉ thấy được thôi này, chỉ cảm nhận được thôi, nên là nó sẽ không bị kiểm soát bởi cái ngôn từ. Chính vì vậy đó cũng chính là cái lý do mà vì sao mà chúng lại tự do như thế. Trong phần tiếp theo thì mình sẽ cùng với mọi người đi tìm hiểu về ba bài học lớn nhất mà mình đã đúc kết được ở trong quyển sách này. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mèo đã dạy gì cho chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất, mỗi chú mèo đều là đơn nhất và mang tính cá thể hơn loài người rất là nhiều. Mèo thì thường đi săn mồi một mình, không phải thường đâu mà luôn luôn đi săn mồi một mình. Và chúng cũng không có một cái cá thể alpha hay là tôn vinh một cái cá thể nào đó để đi lên làm lãnh đạo cả. Thực tế thì không có một cái bầy đàn mèo nào tồn tại. Ngay cả khi chúng dựa vào loài người, mèo vẫn giữ được cái sự độc lập. Chúng thể hiện tình cảm nhưng mà không phải là một cái thứ tình cảm vòi vĩnh giống chó, mà là một cái thứ tình cảm gì đấy cũng rất là độc lập. Ví dụ như là nếu mà không thích ở gần, chúng sẽ bỏ đi ngay, chúng chỉ ở lại khi nào mà chúng muốn thôi. Mèo không bao giờ cảm thấy buồn chán khi ở một mình cả, nói cách khác là nó cảm thấy hạnh phúc khi là chính mình. Cái này thì mình thấy rất là đối lập với cả loài người, tại vì loài người cứ cố gắng thoát khỏi bản thân mình để cố gắng trở nên hạnh phúc hơn. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái lý do mà rất nhiều người yêu mèo, nuôi mèo, tại vì thực chất thì mèo rất khác với chúng ta. Chúng ta có thể học tập từ loài mèo đấy chứ. Sống độc lập, vui vẻ khi ở một mình là chính tôi. Việc có thêm những cái người khác chỉ làm cho chúng ta vui hơn mà thôi. Con người chúng ta có ý thức, đúng vậy, hơn nhau là cái ý thức mà. Chúng ta có cái sự ý thức thấu hiểu về bản thân, khả năng tự nhận thức về bản thân. Tuy nhiên cũng chính vì cái khả năng tự ý thức được này của bản thân đã chia rẽ tâm trí của chúng ta thành nhiều cái nỗ lực, dồn ép chúng ta bắt buộc phải đi tìm hiểu những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi như là ý nghĩa cuộc đời là gì. Khả năng tự ý thức của bản thân đã mang lại một cái tình trạng bất ổn vĩnh viễn mà rất là nhiều những cái triết học đã phải sinh ra để làm cho chúng ta bình yên hơn, cố gắng chữa chạy, nhưng mà thực sự vẫn là một cái dấu hỏi, một cái sự vô ích. Ngược lại, mèo thì không có khả năng tự ý thức. Tâm trí của mèo chỉ là một thể và chúng sẽ không bị phân chia. Một cái bài kiểm tra có tên là MSR, Mirror Self Recognition, bài kiểm tra tự nhận diện trong gương, đã chỉ ra được cái điều này. Trong cái bài kiểm tra này thì tất cả các loài, ví dụ như loài mèo chẳng hạn, sẽ được đứng trước gương này, và trên người chúng có một cái vết bớt hoặc là một cái vết màu sắc khác, một cái đốm màu sắc khác chẳng hạn. Thì nếu mà đứng trước gương mà chúng chạm vào cái đốm màu sắc đấy thì có nghĩa rằng là chúng có cái sự tự nhận thức cho bản thân mình. Trong cái bài kiểm tra đấy thì chỉ có con người này, quạ này, lợn này, cá voi, tinh tinh khỉ đột, cá heo
vượt qua được cái bài kiểm tra đấy thôi. Còn mèo thì không, nói cách khác là đứng trước gương mèo kiểu thở. Mọi cái sự cười nhạo đứng trước mặt mèo nó cũng sẽ là vô ích. Mèo không cần bận tâm xem xét cuộc đời và chúng cũng không bao giờ hỏi những cái câu là liệu cuộc sống này nó có đáng sống hay không. Cuộc sống mà khi mà chúng được sinh ra là một loài mèo đó đã là một cái sự ý nghĩa đối với chúng rồi. Mặt khác thì con người chúng ta luôn luôn cố gắng tìm hiểu là cuộc sống này nó có đáng sống không này. Nói đến đây không phải là mình cổ suý cho cái suy nghĩ là không cần phải đi tìm những cái ý nghĩa về cuộc sống nhá. Tại vì đối với bản thân mình thì mình nghĩ là đi tìm cái ý nghĩa cuộc sống nó cũng không phải là một cái điều gì mà nó quá là deep down cả. Nhưng mà cái bài học mà mình muốn nói tới đây đó chính là hãy trân trọng từng cái khoảnh khắc trong cái cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, ngủ. Hãy ngủ đơn giản là vì niềm vui khi ngủ. Bản thân mình có một số khoảng thời gian mà mình ngủ dậy nhá, mình đã ngủ ít thì chớ, nhưng mình khi mà ngủ dậy mình cứ đay nghiến bản thân là sao mình lại ngủ, sao mình không làm việc thay vì ngủ, sao con người ngủ nhiều thức, ngủ 8 tiếng một ngày, ngủ tận 1/3 ngày. Nhưng mà cái điều này là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta cần phải ngủ để cho bộ óc của chúng ta minh mẫn hơn, để cho chúng ta nạp năng lượng. Đấy là một cái điều rất là cần thiết. Mà sao tự nhiên mình lại thay nghiến mình chỉ vì mình ngủ nhỉ? Nó cũng khá giống như là câu chuyện khi mà mình xem idol youtuber của mình là Ali Abdel. Anh ấy nói rằng là dành thời gian tầm khoảng 15-20 phút một ngày để mà đi tắm. Xong anh cũng kiểu cũng hỏi bản thân là sao mình lại đi tắm nhỉ? Sao mình không sử dụng việc tắm cho cái việc của mình làm công việc để cho nó năng suất nhỉ? Sao anh cũng nhận ra là ôi sao mình ngớ ngẩn nhá, sao mình lại hỏi những cái câu hỏi ngớ ngẩn đến như thế nhỉ? Mình tắm thì để làm cho bản thân mình sạch sẽ thì mình cứ tắm thôi, sao mình cứ phải đanh nghiến bản thân. Tóm lại là chúng ta hãy cứ tận hưởng những cái phút giây, những cái khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta, từ bé nhất đến nhỏ nhất nhá, từ việc ăn ngủ nghỉ cho đến những cái dấu mốc quan trọng hơn. Thoải mái lên mọi người, chúng ta xứng đáng mà. Nhưng mà đừng thoải mái quá nhá. Ví dụ như là mình đã ngủ 8 tiếng một ngày thì mình đừng nên ngủ hơn chẳng hạn, kiểu như vậy. Đồng nghiệp của mình đã nhận xét là chị phải thực sự chị rất phục em khi mà đang rất là rối bời công việc hay là đang bị sếp chửi, nhưng mà đúng cái lúc mà ăn cơm là mặt cười toe toét. Tại vì em rất là enjoy cái moment này chị ạ. Em rất là trân trọng cái khoảnh khắc em được ăn trưa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ đơn giản là như vậy. Bài học tiếp theo là mèo không cần cái sự điều hướng, không cần cái sự đánh lạc hướng. Nếu mà không đi săn, không vui đùa, không chạy nhảy, không tung tăng thì mèo sẽ ngủ. Con người thì suy nghĩ nhiều về việc điều hướng, về việc đánh lạc hướng. Nếu mà tôi không chịu được cái việc đó thì tôi buộc phải dùng một cái việc khác để mà đánh lạc hướng. Nếu mà tôi không chịu được cái sự cô đơn, cái sự trống rỗng này thì tôi cần phải yêu để lấp đầy cái sự cô đơn trống trải trong cái trái tim của tôi. Tôi thay đổi nơi ở, nghề nghiệp, nhập vào một cái môi trường mới, gặp những cái người mới, đơn giản là tại vì tôi muốn làm mới bản thân thôi. Ngược lại, mèo thì không bao giờ điều hướng bản thân. Chúng không bao giờ yêu để thỏa lấp được cái sự cô đơn của chúng. Chúng thích để bản năng tự thôi thúc thôi, và chúng chỉ ở bên cạnh những ai mà chúng yêu quý. Cái bài học lớn nhất mà mình rút ra từ cái luận điểm này đó chính là thỉnh thoảng chúng ta thờ ơ một chút không sao đâu. Thỉnh thoảng chúng ta chạy nhảy, tung tăng, bay múa cũng chả làm sao cả. Thỉnh thoảng chúng ta chỉ là chính bản thân của chúng ta thôi. Nó chính là một cái điều đáng yêu nhất rồi. Cho nên chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến những ánh mắt của người khác. Về cái luận điểm này thì mình sẽ không nói nhiều nữa, tại vì là mình cũng đã nói kha khá những cái chủ đề về cái việc là hãy thoát khỏi bản thân, hãy tự tin là bản thân, hãy tự tin là chính mình. Nên là đây là một số những cái quyển sách mà mình highly recommend cho mọi người. Nếu mà mọi người muốn đọc hoặc là mọi người có thể xem review của mình ở dưới cái phần description box nhé. Tóm lại, mèo và con người ở hai cái thái cực đối lập hoàn toàn với nhau. Nhưng mà để mà sâu sắc hơn thì mình sẽ trích dẫn một câu nói mình rất là yêu thích ở trong quyển sách nhé. Con người là loài động vật sống ban ngày nhưng lại đấu tranh để được ở trong vô thức, hay còn gợi nghĩ đến phần chìm ở trong bóng tối. Trong khi loài mèo là loài sống về đêm nhưng lại rất hiên ngang với chính mình, ý là trong ánh sáng của ban ngày. Hay nhỉ? Nhìn chung thì Mèo và Triết Lý Nhân Sinh là một cái quyển sách nặng về phần triết lý, và tác giả sử dụng khá là nhiều những cái tác phẩm văn chương có hình ảnh của mèo trong cái thập niên 80. Ngôn ngữ cũng như là cách viết văn thì kiểu dạng research, nó kiểu dạng nghiên cứu học thuật, khá là khó đọc đấy. Nên là tips ở đây, thứ nhất là mọi người đừng cố gắng đọc hiểu, đừng cố gắng hiểu 100%, nhất là cái đoạn nào mà nói về triết. Triết mà, không bao giờ mình hiểu đâu. Mình cứ đọc, mình ngẫm nghĩ, mình trải nghiệm cuộc sống thì mình có thể mới vỡ lẽ ra được. Về thứ hai nữa là mọi người có thể tìm hiểu về một số những cái chủ nghĩa triết học nổi tiếng trước, để khi mà đọc thì mình đỡ bị bỡ ngỡ. Ví dụ như là phần trên mình có tóm tắt một số những cái khái niệm, thì đấy mọi người có thể dựa vào đấy để lúc mà mọi người đọc thì mọi người cảm thấy là à, cái này mình biết rồi. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe mình đến hết video clip của ngày hôm nay. Có thể cái chủ đề clip này thì nó khá là khó đọc tại vì nó liên quan đến triết học, nhưng mà mình vẫn mong muốn rằng là đối với những ai mà yêu mèo chẳng hạn, hay là đối với những ai mà chưa yêu mèo, thì chúng ta có thể hiểu hơn một chút về loài mèo và có thể học hỏi một chút về chúng. Như mình, thật ra là bản thân mình thích chó hơn, nhưng mà đọc xong quyển này thì mình cũng
vẫn thích chó hơn. Nhưng cũng là một điều tốt khi mà chúng ta bổ sung những cái kiến thức thêm của bản thân ở trong cuộc sống, đúng không? À, có một điều nữa là mọi người xem clip của mình thì cũng chọn lọc thôi nhé. Ví dụ như là ở cái luận điểm mà mình bảo mọi người độc lập ấy, thì không phải lúc nào mình cũng khuyên mọi người là hãy FA hay là ở trong một cái môi trường teamwork mà mình cứ bắt mọi người là độc lập. Tất cả nó nằm ở cái việc chọn lọc. Mình đọc cũng thế, mình luôn luôn chọn lọc điều gì là phù hợp với bản thân hay là phù hợp với cái hoàn cảnh này, với cái thời điểm này. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi. Bye bye.